Và nói không tảo hôn tức là mình không kết hôn sớm, đúng không? Trong tình cảm ở cái tuổi dậy thì chúng ta có thích người khác giới thì em sẽ phải làm thế nào? Ví dụ em thích một bạn nam hay có một bạn nam nhé, có bạn nam ở lớp bạn ấy tỏ tình với em là rất là yêu quý em, có thể đến lớp 8, 9 cơ. Thế nhưng mà em sẽ làm thế nào? Em rất cảm tình với bạn đấy. Giữ lại. À, bạn bảo rất ngại, các bạn chưa suy nghĩ tới đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng phải có một cái suy nghĩ của chúng ta là hãy dừng lại đã. Bạn thì thế nào ạ? Em thưa cô là phải giữ tình bạn bè và không yêu đương sớm. Không bước qua giới hạn tình bạn ở cái lứa tuổi trung học cơ sở đến trung học phổ thông đúng không? Và sau này bạn nghĩ bạn học đến bậc nào, đại học hay là trung học phổ thông không? Em cô là đến trung học phổ thông ạ. Trung học phổ thông xong kiểu nghề ấy? Không ạ. Không, em đi làm. À, trung học phổ thông xong phải đi học nghề thì mới... Chẳng biết. Còn bạn thế nào ạ? Bạn hiểu thế nào cô nói là hãy bảo vệ để em được hưởng quyền trẻ em? Chị nghĩ đúng không ạ? Thưa cô, em cũng chả biết. À, em cũng chả biết. Câu là hãy bảo vệ để em được hưởng quyền trẻ em. Câu này nói với ai nhỉ? Quyền trẻ em có bốn nhóm quyền lúc nãy ấy. Để chúng ta sống còn này, chúng ta được bảo vệ, chúng ta được tham gia, được phát triển. Nếu mà yêu đương sớm và chúng ta kết hôn sớm thì có quyền hay không? Bạn có suy nghĩ về cái chương trình này với hai thông điệp trên? Cũng không biết ạ. Vâng, bốn bạn tiến lên trên này. Vâng, bốn bạn đã có câu trả lời. Tức là có suy nghĩ và các bạn nghĩ tiếp nhé. À, sau đây sẽ là một phần quà cho bốn bạn. Các bạn xứng đáng được nhận phần quà này của chương trình. Bạn sẽ tự lấy một phần quà về đến. Và các bạn ơi, thông điệp đầu tiên là hãy bảo vệ để em được hưởng quyền trẻ em. Hay nói cách khác là tất cả chúng ta đều cố gắng hỗ trợ để lan tỏa, để chúng ta hiểu cái thông điệp này. Tức là chúng ta phải được hưởng đúng quyền trẻ em để được sống, được phát triển, được tham gia, chứ không bị kết hôn sớm, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là hãy duy trì tình bạn đẹp. Tình bạn đẹp là tình bạn trong sáng và chúng ta cố gắng không bước qua giới hạn để chúng ta có thể là vi phạm cũng như là phạm phải những cái điều rủi ro cho tương lai của chúng ta để chúng ta an toàn và phát triển. Như đấy chính là hai cái thông điệp mà muốn gửi các bạn ở đây để duy trì tình bạn trong sáng, nói không với tảo hôn, đúng không ạ? Xin cảm ơn, mời bốn bạn về chỗ.